chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mà trôi mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sau muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, để hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mà trôi mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mà trôi mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sau muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, để hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mà trôi mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Xin kính mời các vị đại biểu chúng ta ổn định để chương trình hôm nay được bắt đầu. Kính thưa quý linh điệu cùng quý vị đại biểu, trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước đón mừng xuân Quý Mão và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2023, được sự cho phép Đảng ủy, Ủy ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hành Hội, hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hành Hội phối hợp với ấp Hành Hiệp và Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ tổ chức khánh thành chuỗi tường tranh chủ đề phát huy di sản đình Nhật Hạnh trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và đón tiếp sự hiện diện về phía lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một, xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Thủy, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ trường Đại học Thủ Dầu Một. Về phía lãnh đạo thị xã, xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Út, ủy viên thường vụ, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Tân Uyên. Về phía lãnh đạo xã Hành Hội, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tân Lợi, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng dân xã. Xin trân trọng giới thiệu ông Phùng Tấn Phát, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân xã. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hoàng, đảng ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Về phía lãnh đạo ấp, xin giới thiệu ông Đỗ Ngọc Tài là bí thư chi bộ ấp Hành Hiệp. Xin trân trọng giới thiệu ông Mai Sơn Bé, giám đốc thư viện tư nhân Cù Lao Rùa. Và giờ có mặt của các đồng chí đại diện các ngành đoàn thể, đại diện chi bộ, ban điều hành ấp, ban công tác mặt trận ấp Hành Hiệp, cùng các ông bà đại diện cho nhân dân ấp Hành Hiệp, các mạnh thường quân đã đóng góp cho công trình và quý cơ quan báo đài đã đến đưa và đương tin về dự buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.
dung chương trình lễ khánh thành như sau: 1. Đón tiếp đại biểu. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Nhân Thủy. 4. Phát biểu của nhân dân địa phương. 5. Phát biểu của lãnh đạo xã Hành Hội. 6. Kéo băng khánh thành. 8. Đại biểu tham quan. Kính thưa quý vị đại biểu, việc thực hành chuỗi tuần tranh này là một sáng kiến độc đáo nhằm giúp cho nhân dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ và những người đi qua tuyến đường này có điều kiện nắm bắt thêm tư liệu về di sản văn hóa đền Thần xây dựng nông thôn mới. Đây là những địa chỉ nhằm phát huy tiềm năng du lịch của địa phương sau này. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Nhân Thủy sẽ lên phát biểu tại buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đại diện bên chính quyền địa phương, đại diện cho gia đình của anh Mai Sông Bé cũng như các người dân ở khu vực xung quanh, hôm nay tôi rất là cảm động, xúc động trước những cái thành quả mà hôm nay chúng ta đạt được ở đây. Đây là một cái mô hình mới của những cái nhà nghiên cứu muốn phát huy cái truyền thống văn hóa dân tộc để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà cụ thể là ở cái cù lao Hành Hội này. Chúng ta có những cái truyền thống lịch sử lâu đời của cha ông chúng ta để lại, rồi chúng ta muốn giữ gìn, bảo quản và phát huy đó, thì đây là những cái chuỗi mà chúng tôi muốn là đưa cái văn hóa truyền thống của cha ông đến với người dân, cụ thể là người dân địa phương, sau đó là những cái thế hệ trẻ để mà phát huy những cái truyền thống văn hóa dân tộc. Nhất khẳng là chúng tôi muốn đưa những cái nghi thức văn hóa của cha ông chúng ta ở trong đền đem ra ngoài xã hội để góp phần nâng cao cái tinh thần tự hào về địa phương, về dân tộc, về đất nước, cũng đã ủng hộ chúng tôi để thực hiện, cũng như gia đình của chú Bảy Hòa, của anh Mai Sông Bé, của chính quyền xã Hành Hội, của cái ấp Sẽ Thận hôm nay. Rồi chúng tôi mong rằng nếu mà cái mô hình này được phát huy tốt, chúng tôi cũng sẽ mình nhân rộng ra các cái vùng mà nó có tiềm năng để mà phát triển mà du lịch, phát triển kinh tế xã hội, cũng như đây chúng ta có hai cù lao rất đẹp, cù lao Thành Hội và cù lao Bạch Đằng. Rồi, trên cái tinh thần như thế, nếu sau này chúng tôi phát huy được cái mô hình này thì chúng tôi lần sau chúng tôi sẽ kết hợp ở bên chỗ Bạch Đằng để mà cũng làm những cái hình thức như thế này để giáo dục cho thế hệ các chính quyền địa phương, các cô bác đến đây ủng hộ cái mô hình này. Làm sao thì cũng nhân dịp năm mới, tôi xin đại diện cho bên chỗ trường Đại học Thủ Dầu Một, của Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ, chúc bà con cô bác một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và đạt được nhiều thành công. Xin hết. Thị Nguyễn Nhân Thủy. Kính thưa quý vị đại biểu, nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân địa phương về khánh thành chuỗi tường tranh trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Mai Sông Bé sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Phó Chủ tịch Hội Học Lịch sử tỉnh Bình Dương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ, Trường Đại học Thủ Dầu Một, kính thưa lãnh đạo thị xã Tân Uyên và lãnh đạo xã Thành Hội, kính thưa quý cô bác, bà con nhân dân xã Thành Hội, Cù Lao Rùa, chúng tôi tự hào là nơi có di tích khảo cổ cấp quốc gia và gần đây được nhà nước công nhận đình Nhật Thạnh là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó là niềm tự hào của nhân dân Cù Lao Rùa, xã Thành Hội. Đình Nhật Thạnh được khởi dựng từ 1848 và đến năm 1852 thì được vua Từ Đức sắc phong và tồn tại
cho đến nay sau nhiều đợt trùng tu, và để phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, hôm nay được sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ, Trường Đại học Thủ Dầu Một, chúng ta đã đưa đình, nghi lễ của đình ra ngoài xã hội, gồm có 17 bức, trong đó 11 bức là các nghi lễ của đền thần và 6 bức là xây dựng cái nông thôn mới. Thay mặt bà con Sở Thành Hội, ấp Thành Hiệp, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Văn Thủy cùng các cộng sự đã giúp đỡ để triển khai cái bộ tranh này. Và tôi cũng đề nghị với lãnh đạo thị xã, lãnh đạo của xã, ngay sau đây thì nhờ chúng tôi sẽ đã làm rồi, sẽ làm tiếp là quét cái mã QR của nội dung từng cái bức tranh đây, để khi mà du khách phương xa hoặc con cháu ở trong địa phương nếu cần tra cứu cái Bình Dương làm sao để mà tâu yêu, rồi đi nước mà thỉnh xanh nó làm sao ở đình á, thì chỉ cần đưa máy điện thoại vô cái mã QR để bấm cái là nó sẽ ra nội dung, có hình ảnh, có video và có chữ, để chúng ta có thể là tra cứu đầy đủ nội dung của từng bức tranh như thế này. Thì tôi đề nghị là lãnh đạo thị xã, lãnh đạo xã sẽ ủng hộ cái phương án này của ấp Thành Hẹp chúng tôi. Và ngoài cái bức tranh đây thì nhiều cái địa danh khác ở xã Thị Hội thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành quét cái mã QR. Kính thưa thầy Thủy, kính thưa tất cả quý đại biểu, cùng với 17 cái bức tranh tường là thể hiện cái phát huy cái di sản đình thần và xây trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thì bà con ấp Thành Hiệp của chúng tôi xây dựng ba cái cây bút. Một là cái tháp bút do cụ Nguyễn Văn Siêu xây dựng ở Hà Nội năm 1865, và một cây bút viết chì, một cây bút ba ke, với lòng mong muốn trao gửi cho thế hệ con cháu mai sau là cố gắng nỗ lực vươn lên toàn cầu, có trí tuệ tham gia vào cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần làm giàu cho tổ quốc, cho quê hương Cù Lao Rùa, Thành Hội, Tân Nguyên. Đồng thời chúng tôi cũng thế hệ hôm nay cũng muốn nhắn gửi là thế hệ con cháu mai sau lúc nào cũng phải phấn đấu làm con người tử tế, thẳng ngay, liêm sĩ để mà sống xây dựng quê hương tổ quốc. Đó là lý do có thêm cái ba cái bút. Là xin được lần nữa xin cảm ơn thầy Thủy, Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Thành Hội đã tạo điều kiện cho ấp Thành Hiệp triển khai cái chuỗi tranh tường này. Xin một lần nữa xin cảm ơn. Và nhân dịp đầu năm mới năm 2003 và trước thềm năm Quý Mão, thay mặt bà con xã Thành Hội kính chúc thầy Thủy cùng tất cả các đại biểu là một năm mới mọi sự đều hanh thông, tất cả đều thành công, và cả năm đều mọi người đều nở một nụ cười mãn nguyện. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, việc xây dựng chuỗi tường tranh có ý nghĩa sâu sắc và lâu dài, luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và các mạnh thường quân. Trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phùng Tấn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã sẽ lên phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Kính thưa bà Lê Thị Úc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Lợi, Bí thư Đảng ủy. Kính thưa các cơ quan báo đài đến đưa tin. Kính thưa quý bà con trên địa bàn của ấp Thành Hiệp. Thì nhằm việc thực hiện cái chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 1923, và được sự cho phép thống nhất của Đảng ủy xã Thành Hội, hôm nay tại ấp Thành Hiệp xã Thành Hội long trọng tổ chức lễ khánh thành bức tường tranh. Thay mặt địa phương, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị có mặt lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, việc nghiên cứu và triển khai thí điểm một số giải pháp bảo tồn và phát huy di sản đình thần trong bối cảnh nông thôn mới thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là nhiệm vụ rất cấp thiết và lâu dài. Trong đó
lễ hội Kỳ Yên, Đình Nhật Thạnh và Cù Lao Rùa xã Thạnh Hội và bối cảnh nông thôn mới Cù Lao Thạnh Hội là nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa lễ nghi đình làng của địa phương để nhân dân và thế hệ sau này tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa dân gian cho dân của dân tộc, đó là nghi cúng đình của địa phương. Đặc biệt là hiện nay địa phương đang trong giai đoạn thực hiện chủ trương của cấp trên về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với truyền thống văn hóa của địa phương. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ của Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư đã thực hiện thi công và xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, an toàn, tạo nên diện mạo mới, khang trang, hiện đại cho chuỗi tuần canh tại địa phương. Cảm ơn lãnh đạo cấp trên, các vị khách quý đến dự ngày lễ ngày hôm nay. Cuối cùng, nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục có sự đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương trong sự phát triển của địa phương. Xin trân trọng cảm ơn. Phùng Cảnh Khoát. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp tục chương trình là phần kéo văn khánh thành. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Tiến sĩ Nguyễn Văn Thủy, xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Úc, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Lợi cùng tiến về chuỗi bức tranh, chuỗi tường tranh do ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn để kéo vẽ đỏ khánh thành. Mời quý vị đại biểu có mặt trong ngày hôm nay cùng di chuyển phía sau của sân khấu này để chúng ta chứng kiến buổi lễ. Bên đi hen. Hai bên là nóng kéo. Có dân bận áo ấy thì mấy ông bận áo chi ở đi. Rồi vô trong nghe vô. Dạ. Bên nào? Bên lần này đi. Ba. Kính thưa các đồng chí người đại biểu, buổi lễ nhỏ gọn nhưng có rất nhiều ý nghĩa này. Trong quá trình tham quan, hy vọng các đại biểu sẽ có thêm độ rung cảm. Sau khi tham quan xong thì mời quý vị đại biểu chúng ta cùng di chuyển vô nhà của.